Please, there are trapped on men. Người mà em trỏ khoe mắt ai ước mi, mưa cũng đã cũng trôi về mặn thấm trên môi, và nỗi đau đã thay thế tình yêu ngày nào bên tôi. Nên thôi quên hết nỗi buồn, đôi chân mỏi mệt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn. Yêu là cạm bẫy hay dòng cảm xúc mù quáng, là vũ khí giết chết tâm hồn mặc thời xác lang thang. Khi mà em bước ra đi, cuộc sống anh như gục ngã, mà cả thời gian ra sao vì anh biết rằng sự thật đã diễn ra quá nhanh, khiến con tim đau vật vã. Anh đã xa hay anh không bằng người ta ở tất cả mọi mặt hả? Món quà cuối cùng anh sẽ trao như lời hứa, một bài nhạc dành riêng cho em, người con gái tên là Mưa. Nhưng cầu vồng sẽ không đến khi gió kéo mưa đi mất, bỏ lại đây một kỷ niệm đẹp và chỉ còn tình yêu duy nhất. Ký ức xót lại trong tiềm thức là gì? Là ánh mắt nhìn anh cười rồi quay bước chân ra đi. Là cô bé 3 năm trước thật ngây thơ không suy nghĩ, là con đường ngay trước mắt nhờ ảo giác làm chi kỷ. Viết trên trang giấy rồi lại xóa trong từng câu, khói trắng tạo vị đắng trên bờ môi vừa bắt đầu. Em ở đâu, có nghe thấy giai điệu buồn đến từ máu, hay em vờ như là không biết tình yêu rớt nơi vực sâu? Yêu bằng lời nói hay yêu bằng con tim? Chiêu bằng hơi khói hay phiêu từ con tim? Real từ từng chữ, nhưng hy vọng như phù phiếm, như khởi điểm của ảo giác, như đoạn kết một bộ phim. Yêu bằng lời nói hay yêu bằng con tim? Chiêu bằng hơi khói hay phiêu từ con tim? Real từ từng chữ, nhưng hy vọng như phù phiếm, như khởi điểm của ảo giác, như đoạn kết một bộ phim. Và rồi từ khoảnh khắc đó anh trở thành kẻ lang thang, cũng đã quen đôi khi vẫn vơ vài dòng lan man. Buổi hoàng hôn chạng vạng em kết tình ta sang trang, để lại đây và lời hứa cùng cả ký ức đang mang. Anh không phải kẻ tình si xếp cho em đàn hạt giấy, anh thằng cờ nơi cuối phố bao mùa mưa tóc bạc đầy. Làm sao đây, đã bao nhiêu lần tự hỏi như vậy. Ừ không may, câu trả lời cho những khúc mắc hôm nay, khoảnh khắc chẳng nhạt phai để nơi nội tâm dày vò. Anh trong gương bởi vì đâu có sao khuôn mặt gầy gò. Nếu là anh may lỗi lầm xin cho thời gian đầy đọa, nhưng lỡ là em người phụ tình chỉ xin kỷ niệm cháy cho. Bánh cây đôi nơi anh ngồi chờ bóng ai ngang qua, nơi đây hát vài câu ca cho tim băng tan ra. Rồi nghị lực lẫn niềm tin cũng dần trôi đen xa, nhưng nỗi đau từ bấy lâu thì vẫn đã và đang và. Yêu bằng lời nói hay yêu bằng con tim? Chiêu bằng hơi khói hay phiêu từ con tim? Real từ từng chữ, nhưng hy vọng như phù phiếm, như khởi điểm của ảo giác, như đoạn kết một bộ phim. Yêu bằng lời nói hay yêu bằng con tim? Chiêu bằng hơi khói hay phiêu từ con tim? Real từ từng chữ, nhưng hy vọng như phù phiếm, như khởi điểm của ảo giác, như đoạn kết một bộ phim. Muốn câu cuối cùng là món quà cuối cùng đã được hoàn thành, và không còn là gì nữa, một khởi điểm cũng đã tàn nhanh. Tình yêu trong quá khứ đó là điểm dừng đối với anh. Liệu mưa có còn ghé về để tiếp tục giết anh?